Dạ, hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em tiếp tục làm một cái video này để chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa các cây da để cả nhà mình cùng sưu tầm nữa ha. Thì hôm nay em có một số cái mặt hoa các cây da tem và em chia sẻ lại một số cái mặt hoa các cây da sưu tầm đó, để cô chú anh chị mình cùng sưu tầm chơi ha. Thì cũng như thường lệ thì đầu cái video em sẽ chia sẻ những cái cây các cây da tem để cô chú anh chị mình yêu thích thì mình có thể là sưu tầm đó. Thì đầu tiên hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái cây này nó có tên là Rungnapha Fancy No 2. Thì cây hiện tại là em thuần chậu phi 18, cây em thuần chậu phi 18 thôi, và thuần vỏ thông, cây thuần khá là đẹp rồi đó, nó đang lên rất là mướt. Thì cây này á, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, giá là 250k em bao ship, 250k em bao ship cho cái mặt hoa Rungnapha Fancy No 2 như thế này. Cái mặt hoa này nó khá là đẹp, khuôn hoa nó rất là cân đối nha. Thì cô chú anh chị nào mà mình yêu thích cái màu hoa này á, thì mình có thể là liên hệ với em qua số điện thoại 0386232357 nha. Đó là số điện thoại Zalo của em luôn. Và cây hiện tại là em đã thuần chậu như thế này, chậu của nó như thế này đây ạ. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà mình cảm thấy cái chậu này và cái mặt hoa mình muốn sưu tầm á, thì mình cứ liên hệ với em, 250k thôi nha, 250k em bao ship luôn. Rồi, trong cái video hôm nay em có một cái chậu các cây da nụ nè. Cái chậu này á, thì khả năng á, nụ mà đang còn bé như này á, thì khả năng á, là cô chú anh chị mình có thể là chơi lẻ được luôn á cả nhà. Đây, cái nụ hiện tại nó mới như đây thôi. Nụ hiện tại nó mới như đây thôi. Và cái cây này nó đang có 3 nụ. Cái cần nụ của nó đang được 3 nụ. Nó là một cây vàng lưỡi đỏ. Một cây vàng lưỡi đỏ khá là đẹp. Đây là dòng Nacon Trai Sĩ Gen. Nacon Trai Sĩ Gen. Cái dòng Nacon Trai Sĩ Gen này nó rất là xiên bông, cực kỳ là xiên bông. Hầu như nó lên cái thân nào á mà nó khỏe là nó đều có thể cho bông hết. Ở đây cả nhà mình xem nè, những cái thân già đây nè, những cái thân già là hầu như nó đều có cái cần bông cũ hết. Đây, những cái thân già đều hầu như có cái cần bông cũ hết đó. Và cây em chia sẻ là cái chậu như thế này. Chậu này hiện tại nó đang đi hiện tại là nó đang đi ba hướng thân tơ mà nó đậu được một hướng là ba nụ như thế này đó. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu như thế này giá là 400k em bao ship, 400k em bao ship cho cái chậu Nacon Trai Sĩ Gen, Nacon Trai Sĩ Gen đó, chậu 400k như thế này. Cây là em thuần chậu phi 21 rồi nha, thuần chậu phi 21, chậu khá là nhiều thân luôn, chậu đang khá là nhiều thân. Đó, em chia sẻ giá là 400k em bao ship, màu hoa màu vàng lưỡi đỏ khá là đẹp luôn nha. Cái dòng này nó ra bông chùm, nó là một dạng hoa to nhưng mà nó đậu hay đậu bông chùm đó, là thường là nó đậu là 2-3 bông trở lên, có lúc cần bông của nó là 4-5 bông. Có lúc mà trên một cần bông của nó là 4-5 bông đó. Cái khuôn hoa rất là tròn và rất là đẹp, màu nó rất là sáng nha. Em chia sẻ là 400k cho cái chậu này, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em nha, 400k cho cái chậu Nacon Trai Sĩ Gen nha. Rồi, và hôm nay em cũng có một cái cây này. Cây này cũng là một cây hoa màu vàng lưỡi đỏ luôn. Cây này là tên của nó là Thông Subangol. Và hiện tại của nó là đang đi được hai thân, đang đi được hai hướng. Cái hướng này thì nó lên mèo rồi đó, và cái hướng này thì nó đang chuẩn bị mở lá đó. Chậu là em thuần như thế này. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu này á, giá là 250k em bao ship nha, 250k em bao ship cho cái mặt hoa Thông Subangol như thế này. Thông Subangol 250.000 em bao ship cái mặt hoa, cái chậu của nó như thế này. Đó là em thuần, cái này là em thuần chậu phi 21 luôn rồi nha, thuần chậu phi 21 đó.
cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa này á, thì mình liên hệ với em, giá là 250.000, 250.000 cho cái mặt hoa thông chu ban gold như thế này, em bao ship luôn. Cây đang trồng nó đang phát triển khá là đẹp rồi, đang lên mầm như thế này đấy. Đang có mèo và một cái mầm bên này thì đang mở lá cũng khá là đẹp. Về cô chú anh chị mình cứ để về treo cũng được, hoặc là mình sang chậu cũng được, nói chung là tùy vào sở thích của từng người. Thì mình có thể là thay chậu lại cho nó theo cái ý muốn của mình cũng được, hoặc là có thể là để như vậy treo lên chăm sóc cũng được. Tại vì cái này là em thuần chậu phi 21 rồi, nó là một cái size chậu cũng khá là tương đối đó. 250.000 nha, 250.000 em bao ship luôn đó. Rồi thì hôm nay trong cái video này em có một cái cây yotsai này đó. Cái cây này thì cái dòng này nè mọi người, cái dòng này á đa số thì nó lên thân á, do là đây mọi người để ý nè, do nó lên thân á, lúc nào á cái bẹ lá của nó cũng tóp vô như thế này đó, và cái bẹ lá tơ của nó là nó dư, cho nên lúc nào á khi nó đang còn non như thế này, đây là nước mà em đổ là mọi người thấy không, nước nó chảy ra, cho nên á là nó gặp mưa hoặc là mình tưới, mình xịt phân, nó lâu ngày nó bị động lại, nó làm ra nó có những cái vết ấy như thế này đó, là do là nước mưa với lại phân bón nó động lâu ngày nó bị đó. Thì cái cây là nó, cái dòng này nó khá là xiên bông, cả nhà mình xem nè, cần bông rồi nè, đây bên này nó cũng có cần bông rồi luôn nè, nó rất là xiên bông và nó rất là đẹp. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu á, là như em vừa mới nói đó, là thân cái lá của nó ở ngay cái phần cổ lá này nè, nó hay bị đọng nước vô cho nên nó không có được đẹp đó, nhìn nó không có được đẹp, được mướt đó. Còn ở cái phần trên lá thì cái phần đó là phần nó vươn ra khỏi rồi, cho nên là lúc nào nó cũng xanh mướt hết, nó chỉ bị ở những cái phần lá tiếp giáp với cái phần thân, phần cuốn lá như thế này đó. Rồi thì và cái loại này em còn một chậu như thế này, em chia sẻ luôn là 250k bao ship, 250k bao ship, và em báo luôn là cái cây nó đó nó như thế nào là em báo luôn. Thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy mình yêu thích cái mặt bông đó, mình có thể bỏ qua những cái lỗi của nó như thế, thì mình liên hệ với em đó. 250.000 em bao ship. Cái mặt hoa này thì nó khá là đẹp, nó là một cây hoa màu cam lửa khá là đẹp, và cái cánh hoa nó khá là dày và rất là thơm đó, cũng khá là xiên bông. Thì cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em nha. Nó là lốt cây Litosi Lai với gen 24, Litosi Lai gen 24, một cây tem khá là đẹp đó. 250.000 em bao ship nha. Rồi thì hôm nay trong cái video hôm nay em có một số cái mặt hoa các lai gia sưu tầm, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng sưu tầm nha. Thì hôm nay á em chia sẻ thêm một cái phần. Cái phần này là phần hắc tướng lưỡi trắng ngà. Cái cây hắc tướng lưỡi trắng ngà em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài hướng rồi đó. Thì hôm nay có một cái phần như thế này. Cái phần này á thì cái giá nó sẽ êm thôi, tại vì á em thách âm trong chậu á, cái nó lên từ cái thân già. Đây là một cái thân già mọi người xem, đây là một cái thân già đó, nó lên hai cái thân tơ như thế này, hai thân tơ khá là đẹp, khá là mướt đó, nhưng mà nó không được cao lắm, nó chỉ khoảng độ một gang tay thôi đó. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á cái hướng này đó, cho cô chú anh chị mình lấy giống là giá là 300k bao ship đó. Như hôm trước em chia sẻ thì trên video thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, là em chia sẻ là hướng hai lá đầu zin, hướng hai lá đầu zin là 1.000.000 em bao ship. Thì hôm nay á cái này cũng là hướng hai lá đầu zin, nhưng mà nó bé thôi. Thì chia sẻ cho cô chú anh chị nào muốn lấy giống để sưu tầm thì liên hệ với em, 300k em bao ship cho cái hướng hắc tướng trắng lưỡi ngà đó, hắc tướng trắng lưỡi ngà như thế này, 300k thôi em bao ship nha.
Rồi, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Đó. Rồi, hôm nay đặc biệt trong cái video hôm nay em có một cái hướng bốn thân. Cây này là cây tem đài xưa, cực kỳ hiếm. Cái cây này bây giờ khá là hiếm. Nó là cây 952. Nó là cây 952 tem đài. Đó, ngày xưa là do cái dòng 952 này, và cây này á nó có tên gọi là 952 Thân Thủy Tiên, do anh Thân Thủy Tiên ở Sài Gòn á ảnh sổ ra, thì Đài Loan nó mua cái cây gốc đó về nó cấy ra lại đó. Và Đài Loan thường á nó hay cấy á, là nó sẽ có cái dạng là cấy ra số lượng bao nhiêu đó nó cấy một lần và nó không cấy nữa, cho nên á hay có cái kiểu mà gọi là tem đài xưa. Đó là như vậy, nó là một cái tem nhưng mà nó cấy và nó bỏ mẫu luôn, nó không làm lại, cho nên nó là đều là những cái cây xưa và nó cũng khá là hiếm. Tuy nó sẽ không cao, giá nó sẽ không cao như cái cây sổ, cây sưu tầm, nhưng mà nó vẫn, giá nó vẫn nằm ở mức trung trung, chứ nó không có thấp như những cái cây tem Thái. Tại vì Thái á, nó cấy là nó cấy đồng loạt, nó cứ hết rồi nó lại cấy, hết nó lại cấy, cho nên cái giá trị cây của nó không có cao như là cây của Đài. Đó. Rồi, thì em chia sẻ cho cả nhà mình đó, cái cây 952 hiện tại là 4 thân như thế này. Em chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó, giá là 800k em bao ship, và em chỉ có một cây này thôi. Đó, chỉ có một phần này thôi. Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em. Nó là một cây tem đài xưa khá là hiếm. Bây giờ cả nhà mình tìm cây 952 này cũng khá là hiếm. Bây giờ mọi người thường mọi người hỏi ở các cái vườn khác thì đa số hầu như đều là người ta chia sẻ là giá là hai thân đầu đều là từ 500 trở lên, 500 cho tới 700 tùy theo từng hướng. Đó, thì hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình cái chậu 4 thân như thế này. Đó, giá là 800k em bao ship. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa 952 này á thì mình liên hệ với em. Một cây tem đài xưa khá là đẹp và khá là hiếm. Đó. Rồi, và hôm nay á em chia sẻ lại cái mặt bông này, nhưng mà hiện tại là em còn một hướng như thế này. Cây này là cây rồng Trung Quốc, em còn một hướng. Hướng này là hướng hai thân đầu, và bên này có một thân đang lên, nó cũng là cây đi hai hướng hai bên. Cái này á về cả nhà mình trồng vài hôm nữa nó lên chậu khá là đẹp, tại vì nó đã đi được hai hướng tự nhiên rồi, mình không có cần phải làm gì nữa. Đó, là nó sẽ đi chậu khá là đẹp. Đây, cái hướng này nó đứng thân và nó đã sưng nè. Đó, nó đã nứt mầm nó lên rồi nè. Đó, và cái này nó cũng đang lên. Đó. Thì như hôm trước em chia sẻ là cây là em chia sẻ giá là 300k bao ship, thì hôm nay á em còn một chậu như thế này, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á giá là 220k bao ship, 220k bao ship cho cái chậu như thế này. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm lấy giống thì mình liên hệ với em, 220k em bao ship nha, 220k cho cái cây rồng Trung Quốc như thế này, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm mặt hoa đó thì mình có thể là liên hệ lại với em. Rồi, hôm nay em chia sẻ lại cái mặt hoa này. Đó, nó là một cây ma cao sang gót gôn, một cái cây sưu tầm khá là đẹp và khá là nổi tiếng. Cây này nó khá là nổi tiếng. Đó, nó là một cây vàng lưỡi đỏ khá là đẹp. Thì cái dòng này đặc biệt ở cái dòng Macao Lai San Gót Gon này thì nó là cây ba mắt ngủ và có một mắt gạo. Như bình thường là các cây là nó sẽ có hai mắt ngủ lớn ở hai bên và có một mắt gạo, nhưng cây này nó sẽ có ba mắt ngủ lớn. Đây, như cái cây này mọi người xem, đây là một mắt ngủ, hai mắt ngủ, và ở đây một mắt ngủ lớn nữa, là ba mắt ngủ. Ở trên này nó có một mắt gạo nữa. Đó là và cái hướng hiện tại em chia sẻ là hướng ba thân, mà cái thân này nó có rụng lá rồi, nó bị rớt lá rồi. Đó, em và ở đây em có một khai thác một nhát cắt, còn lại là rất là nhiều mắt luôn.
còn lại nó đang còn tới 2 3 4 5 6 7 7 cái mắt ngủ lớn và 3 cái mắt gạo ở trên thân như thế này đó. À, thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái hướng này giá là 450.000 em bao ship, 450.000 em bao ship cho cái mặt hoa Macau Lai Sang God Gone như thế này nha. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa này thì mình liên hệ với em. Và cái hướng em đã thuần chậu khá là đẹp rồi, nó đã bám rễ khá là tốt rồi, về cô chú anh chị mình cho cái việc treo lên và chăm sóc thôi, mọi người không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tại vì ở đây nè, cái mầm tơ của nó là bắt đầu sưng lên, sưng to lên nè, là chuẩn bị lên măng luôn rồi đó cả nhà. Đó, nó rất là đẹp rồi. À, tiếp theo trong cái video hôm nay á, em có một cái cây này là một cái dòng cát nguyên thủy đó, một dòng cát rừng nguyên thủy khá là đẹp. Cái nó có tên là Bougainvillea, mọi người có thể là tra lên Google là mọi người sẽ biết Bougainvillea đó. Nó là một cây màu tím và cái màu tím của nó khá là đậm và khá là đẹp luôn, một cái màu tím khá là đậm và khá là đẹp. Nó là một cây dạng hoa chùm đó, như cả nhà mình trồng á là như cái cây này nè, mà bây giờ mà có mà tầm cỡ 4 chùm hoa như thế này thôi là mọi người có một cái chậu hoa chơi cực kỳ đã và cực kỳ đáng để chơi luôn đó. À, cái dòng này á, nó là một dòng các rừng nguyên thủy, thì cái dòng các rừng nguyên thủy á, nó sẽ hay có cái nó sẽ hay nở, là nở theo dạng là nở đồng loạt, nó nở cả ở mèo khô mèo tươi, cho nên á cả nhà mình trồng á, nó càng nhiều cái hướng thân tơ như thế này thì nó càng nhiều bông đó. Chỉ cần được nhiều hướng thân tơ là nó sẽ được nhiều bông, tại vì cái dòng này á, nó cứ lên thân là cho bông đó. Nhưng mà nó mọi người về, ví dụ như cái chậu này mọi người về trồng thêm là khoảng 2-3 thân nữa, mọi người tách âm ra, tách khoảng cỡ 3 giả hành một nhát cắt, 3 giả hành một nhát cắt để mình nuôi lên khoảng cỡ 4-5 cái mầm tơ như thế này thôi, mà nó nở ra mỗi lần nó nở một chùm bông như thế này, chùm tới 5-6 bông như thế này thì mọi người chơi hoa là cực kỳ đã và cực kỳ đẹp luôn đó. À, thì cái chậu Bougainvillea này á, em chia sẻ cho cả nhà mình á, giá là 750.000 em bao ship, 750.000 cho cái chậu Bougainvillea, một cái dòng cát rừng nguyên thủy khá là đẹp đó. Rồi, thì hôm nay trong cái video này em có một cái hướng, có một cái hướng hắc tướng. Thì cái hướng này em chia sẻ là hướng ba thân. Và cái cây hắc tướng này á, nó cũng là một cái cây có dạng là ba mắt ngủ á, nó khá là nhiều mắt luôn. Thì em chia sẻ cái hướng thân đầu là em có khai thác rồi, không? Hai cái thân sau như thế này là hai thân nguyên zin, và cái thân đầu á, hiện em đã khai thác hai bên, nhưng mà nó đang có một cái còn một cái mầm và nó đang nứt mầm nó lên như thế này. Và cái thân kế bên cũng vậy, thân kế bên này nó cũng có một cái mầm nó đang lên như thế này, khá là đẹp. Nó cây hắc tướng này là một cây màu cam đỏ khá là đẹp đó. Rất là tròn luôn. Em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái hướng như thế này 500.000 em bao ship, hướng ba thân như thế này 500.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa này thì mình liên hệ với em nha. Đó, hiện tại là hai thân này là hai thân zin nè. Đó, nó đang lên măng, và có một cái thân đầu này thì em có khai thác rồi, nhưng mà vẫn còn một mầm đang lên. Đó, vẫn còn một mầm đang lên. 500.000 em bao ship nha. Cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa đó thì mình liên hệ với em. Rồi, thì hôm nay trong cái video hôm nay á, em chia sẻ một số cái mặt hoa các lai da sưu tầm và một số cái mặt hoa các lai da tem như vậy. Cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào thì mình có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357 nha. Rồi, em xin phép là dừng video tại đây. Rồi, có gì em sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà mình một số cái mặt hoa nữa vào những cái video khác. Rồi, em xin chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình.